Rồi, chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối thật là nhiều niềm vui. Thì hôm nay lên clip này giới thiệu mấy con máy cũng khá là cao cao tiền. Thì bạn nào có nhu cầu sử dụng thì mình mua nhé. Bạn nào chưa thì xem chơi cho mãn nhãn, cho vui. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và chia sẻ clip đến nhiều người hơn, cũng như là like để ủng hộ mình nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến, tin tưởng và ủng hộ cũng như đặt hàng bên shop Nhật Nam. Thì cái máy đầu tiên giới thiệu trong clip này cho các bạn đây là máy Samsung A70. Con Samsung A70 này thì máy khá là mới, các bạn cũng thấy chân sạc khá là leng keng xà beng đây. Đấy, ok. Thì máy này sản xuất khoảng gần cuối năm 2019 nha, nên là nó cũng còn khá là mới. Có thể nói là mới keng và cấu hình cũng khá là ổn. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Nó có cái cam trước cũng như là cam sau là cùng một camera, nó thò lên thụt xuống nên là cái độ phân giải rất là cao. Đấy, và còn một máy duy nhất ở shop đây nhá, Nhật Nam bán ra với giá là 7 triệu. Đấy, bạn nào kết thì alo cho Nhật Nam mình đặt cọc. Đặt cọc thì đặt cọc trong hai hình thức, một là thẻ cào, hai là chuyển khoản. Nếu bạn nào chuyển khoản được thì càng tốt, mình sẽ cung cấp thông tin tài khoản bên mình cho các bạn để chuyển khoản. Còn bạn nào mà khó khăn trong việc chuyển khoản thì đặt cọc cho mình bằng thẻ cào, tức là thẻ Mobi hoặc là Viettel các bạn nhé, sẽ cào ra thẻ 100, gửi cả cái mã nạp tiền lẫn cái series của thẻ, sau đó các bạn giữ cái thẻ lại cho đến khi các bạn nhận được hàng. Thì khi mà nhận hàng, các bạn được kiểm tra đồng kiểm với lại cái nhân viên bưu tá phát hàng bên Viettel Post á. Đó, mình sẽ ship theo cái hình thức ship là COD đồng kiểm, tức là ship code á. Và cái tiền cọc sẽ được trừ vào tiền máy, các bạn sẽ phải thanh toán tiền phí nữa nha. Đấy, tức là chẳng hạn như máy này 7 triệu bạn đặt cọc 100 thì các bạn sẽ phải thanh toán là 7 triệu trừ đi 100 là còn 6 triệu 9 cộng với lại mấy chục ngàn tiền phí. Tiền phí thì nó dao động từ 50 ngàn đến 150 ngàn tùy theo giá trị của máy và cân nặng của máy nha các bạn nha. Các bạn lưu ý. Đấy, máy leng keng xà beng. Mình lại nâng cấp nữa rồi, mình lại nâng cấp máy quay rồi. Đấy, mình quay bằng cái máy này. Xin phép là mình chưa bật mí nha, từ từ nha, để hôm nào mình rửa cái máy này mình mới bật mí. Đấy, nên là các bạn thấy này, quay rất là nét, đẹp cho các bạn xem để yên tâm. Đấy, màn hình là không có chầy xước gì đâu nhá, chỉ có dấu tay, dấu bẩn thôi. Ok, giá 7 triệu, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng tại shop di động Nhật Nam. Đấy, cũng như là sẽ bảo hành chính hãng, nếu như máy này còn bảo hành chính hãng đến ngày nào thì sẽ bảo hành chính hãng đến ngày đó nữa cho các bạn nữa nhá. Nhật Nam sẽ hỗ trợ hết mình. Ok, A70 còn duy nhất một máy màu gold thôi. Đấy, tiếp theo đây thì Nhật Nam có một con iPhone X, máy mã Nhật, có thể nói là leng keng xà beng. Đấy, quay bằng máy này rồi thì các bạn chả thấy một cái tì vết nào nhá. Thì đương nhiên máy cũ vẫn có thể có những vết xước lông mèo nhẹ, nên các bạn mình phải đánh giá vào những cái khía cạnh khác nha, chứ đừng nhìn thấy một vài vết xước lông mèo rồi mà chê, bởi vì mình không phải là mình mua máy mới đâu các bạn nhá. Đấy, thì iPhone X màu trắng này mã Nhật và có pin là 93%, Nhật Nam vừa kiểm tra rồi, cũng kiểm tra cho bạn xem luôn. Đấy, 93% nhá. Và máy là máy mã Nhật nha. Đấy, những máy mã Nhật thì Nhật Nam thấy khá là ngon nghẻ. Ok, zin. iPhone X đây thì hôm nay có giá là 10.400.000, còn duy nhất một máy màu trắng thôi các bạn nhá. Máy leng keng xà beng. Đấy. Rồi tiếp theo là XS Max màu gold, máy mã Mỹ. Đây là Nhật Nam còn hai con máy như máy mới, pin 99% và mới sạc pin dưới 100 lần. Đấy, giá thì vẫn là 15 triệu. Giá 15 triệu bạn nhé. XS Max đấy, trong cái đợt hàng về 10 máy đấy thì được đầu 5-6 máy là 99% thì bán cũng gần hết rồi. Đấy, còn hai máy duy nhất nhé. Đây, máy leng keng xà beng luôn. Quay bằng cam này thì các bạn yên tâm rồi ha. Chất quá, thật sự là chất. Đấy, nâng cấp liên tục, nâng cấp để mang đến sự hoàn hảo cũng như là cho các bạn xem để được mãn nhãn. Đấy, XS Max. XS Max là giá 15 triệu nhá. Khi bán ra thì tặng kèm theo là dán cường lực này, ốp dẻo này, cũng như là một bộ sạc. Nếu như bạn nào không lấy bộ sạc bình thường, vui lòng cộng thêm 300 ngàn để lấy bộ sạc nhanh 18W, sản xuất sử dụng cho 11 Pro Max. Tuy nhiên là XS Max các cái dùng được hết. Nhật Nam đã thử sạc XS Max rất là nhanh, chỉ hơn 1 tiếng là đầy pin. Đấy. Và bộ sạc này Nhật Nam ở shop có bán rời, bán riêng cho những bạn nào muốn mua bộ sạc thôi, là 400 ngàn nhé, là vừa cáp là vừa cóc. Đấy, cáp là đầu tai C ra Lightning này. Đó, ok ha, 400 ngàn cho một bộ, còn mua kèm máy thì cộng 300 cho Nhật Nam nhé. Đấy, rồi những cái sản phẩm iPhone 7 trở lên cũng không tặng kèm thế cái tai nghe zin này, vì tai nghe zin này là tai nghe zin chân dẹp. Đấy, ok.
Và một cái tai nghe này sẽ bán kèm theo là 300.000. Đấy, không tặng, nhớ là không tặng nhé. Bạn nào có nhu cầu hãng sử dụng, còn không mình sẽ phải đôn giá sản phẩm lên. Bởi vì không ai cho không ai cái gì cả, các bạn cứ yên tâm là như vậy đi nhé. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo đây giới thiệu đến các bạn là mình có được hai, còn một cặp S10 cộng và một máy màu trắng và một máy màu đen. Thì mình view lại xe cho các bạn xem này. Ngoại hình thì dư sức là đạt chuẩn keng rồi, màn hình thì không chảy xước, chỉ có dấu tay thôi nhé. Đấy, các bạn cứ yên tâm. Đấy, S10 cộng hay còn gọi là S10 lớt. Đấy, khi bán ra là tặng kèm một cái ốp dẻo và một bộ sạc nhanh của nó nhé. Đấy, và tai nghe AKG là không tặng kèm. Các bạn nào muốn mua thêm thì mình vui lòng cộng thêm cho Nhật Nam 200. Đây là tai AKG Zin. Đấy, với cái jack 3.5 này. Đấy, 200.000 thôi nhé, bán hỗ trợ kèm theo máy 200.000. Tai nghe rất là hay, ok. Đấy, và máy các bạn thấy là khá là len keng xà beng. Đấy, mình quay camera này thì có lỗi gì để các bạn dễ bắt lỗi ha. Ok, S10 cộng hay còn gọi là S10 lút. Giá bán là 11.500.000. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng đầu sử dụng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Nhật Nam cam kết trách nhiệm và bảo hành cho các bạn nhé. Đấy, máy màu trắng. Và máy màu đen thì cũng thế thôi. Đấy, bạn thấy nhìn sườn ok. Đẹp len keng xà beng luôn. Thì S10 cộng hay còn gọi là S10 lút này, hàng chính hãng, sẽ có là Samsung bay quả tặng Galaxy là đầy đủ các bạn nhé. Và sử dụng được 2 SIM cũng như là còn bảo hành chính hãng đấy. Có một số máy còn bảo hành, tuy nhiên cũng không nhiều, nên là Nhật Nam rất là nhiều việc không kiểm tra. Các bạn lưu ý rằng là khi mua hàng tại shop Nhật Nam thì các bạn đặt cọc xong gửi tên và địa chỉ nhé. Còn sản phẩm nào các bạn muốn tìm hiểu thêm, chưa tìm hiểu được, các bạn vào Google search đời máy để tìm hiểu giúp Nhật Nam nhé. Mình rất bận sẽ không chụp hình máy gửi qua Zalo được, rất mong các bạn thông cảm. Đấy, các bạn có thể kết bạn Zalo để tham khảo thêm cũng như là đặt hàng qua đó cũng được, nhưng mà mình sẽ từ chối chụp hình ảnh qua đó vì mình rất bận. Có những lúc mình đang ở ngoài đường, có những lúc mình đang lái xe, có những lúc mình đang ăn cơm hoặc đang nằm ngủ, không thể nào mà chụp được ha, rất là nhiều việc, rất mong các bạn thông cảm nhé. Thì S10 cộng hay còn gọi là S10 lút, đây là phiên bản hàng công ty Samsung Việt Nam nhé, với cái cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Màn hình mấy con này thì không cần phải nói, cũng đã rất là ngon rồi. Camera cũng thế. Ok, thì giá bán là 11.500.000, có hai màu trắng và màu đen ở đây. Rồi, cái điều đặc biệt ngày hôm nay nữa là mình có một con Note 10 cộng và một con Note 10 nữa. Đấy, mình sẽ giới thiệu luôn đây. Bây giờ mình sẽ giới thiệu là con Note 10 cộng màu xanh. Đây, thì ngay sau khi mình vừa nãy mình nói là tại sao là hôm nay là mình đã thay đổi nâng cấp một cái máy quay. Hôm trước là mình sử dụng con Note 10 cộng này quay để làm clip trong khoảng một tháng nay. Đấy, thì hôm nay mình muốn nâng cấp lên con khác, mình muốn bán lại con này. Thì bạn nào đang có ý định muốn làm YouTube hay cái gì đấy, muốn mua một cái máy quay xịn sò, thì đây nó là một cái gọi là lựa chọn cho bạn. Thậm chí là giống như là kiểu như mát tay đấy, là mình đang làm kênh YouTube nó phát triển cũng ok đấy. Cái máy này là còn nguyên là dán màn hình này nên mình xài, có dán màn hình lên là có gì về các bạn lột đi dán miếng mới là xong. Đấy, mình mới sử dụng khoảng một tháng này thôi. Và máy màu xanh đẹp len keng như mới luôn. Đấy, giá bán thì chắc hẳn là khá là đặc biệt rồi. Ok, hôm nay giá bán cho các bạn chỉ với là 15.500.000 nhá. Còn bảo hành chính hãng rất lâu. Máy này mình mới chỉ sử dụng đúng một tháng để quay clip trong cái thời gian tháng vừa rồi đây này. Đấy, và khi bán ra tặng kèm một bộ sạc Zin đây này. Đấy, sạc 35-45W gì đấy mình không biết, nhưng mà nó là sạc Zin, sạc rất nhanh. Đấy, đã được kiểm chứng rồi, bộ sạc này rất là ngon. Ok nhá. Đấy, khi bán ra tặng kèm bộ sạc này thôi. Đấy, thế nó là như thế này, 15.500.000 nha các bạn. Đấy, nhận cọc 200 qua thẻ cào hoặc là chuyển khoản. Thì cái con Note 10 cộng này hay còn gọi là Note 10 lớp này thì nó có RAM là 12GB và cái bộ nhớ 256, cũng tha hồ mà quay rồi. Rồi tiếp theo đây là có một con Note 10 thường, Note 10 nhỏ đấy. Đây, máy này thì nhân dịp chả biết là ngày gì đấy mà mình có mua một cái 1280 tặng cho vợ mình. Thế là về xài thấy ngon quá, sướng, thì vứt cái này ra thải cho mình bán, máy của vợ mình đấy. Là có luôn cái ốp này, bạn nữ là mua mình tặng luôn cái ốp này, hoặc anh nào mua tặng vợ mình tặng luôn cái ốp này nhá. Ốp này là ngon lành luôn này, thấy chưa, đẹp. Đấy, mà máy của nhà xài lên là còn khá ok, có cả hộp. Lúc trước là mình mua mới cho vợ mình luôn, mới xài có mấy tháng này thích 1280, kêu nghe gọi chọi cho nó tiện lợi ấy. Đấy, ok. Máy màu hồng nhá, khá là len keng xà beng như mới đấy. Mới xài có mấy tháng thôi các bạn ơi. Con này thực tế là nó cũng mới có sản xuất từ cuối năm 2019 mà. Mới ra cái sột cái mua mới đấy, nó còn
còn dán viền luôn này. Đấy, mình vén lên cho bạn thấy là có miếng dán chứ không phải là chày nhá. Nhiều bạn mua về thấy cái đấy là cứ bảo là chày, chày thế nào được. Ok, thì đây nó còn cả nguyên hộp phụ kiện zin theo máy luôn đây này. Đấy, ok, máy không khác gì cái máy mới đâu, đẹp leng keng xà beng luôn, và tặng luôn cái ốp này khá là đẹp này. Ốp này phải mua riêng ở ngoài nhá, chứ không có đâu nhá. Đấy, thì giá bán của con này là 14.300. 14.300 nha. Nót 10 thường đấy, màn hình gọn hơn con kia tí. Và mặt trước các bạn thấy chày này, chày miếng dán nha. Mình cũng cứ để thế thôi, bạn nào không thích về lột đi dán miếng mới. Vì máy này là một đợt đấy mình mua mới tặng cho vợ mình. Bây giờ mình tặng cái ngon hơn đấy, 1280 kiểu nghe gọi nó thuận tiện hơn đấy. Cả ngày, 3 ngày không hết pin con này. Xài nhiều khi ngày nào cũng phải sạc, thế là tức quá là mang bán. Đấy, 14.300 nhá. Đấy, điều đặc biệt đấy, kình lắm. Chê, nót 10 cá chê thì xài 1280 nhá. Đấy, nguyên hộp, hộp zin đúng của máy luôn. Về cứ việc kiểm tra email của hộp luôn, cam kết luôn. Rồi, đấy thì tất cả cái sản phẩm ở đây này, đó là bạn nào kết cái sản phẩm nào thì mình alo cho. Các bạn alo cho mình nhá. Đấy, rồi. Thì đây này, cái phụ kiện này mình có bán rời nhá. Mình quảng cáo thêm một tí phụ kiện đi để bán. Chẳng hạn như bộ sạc 11 Pro Max sạc nhanh 18W đây này, sẽ có giá là 400 này, là bán riêng không mua máy đó nha. Rồi, và đây là bộ sạc của Samsung, là cái hai đầu cùng tai xi đấy, mà bao nhiêu watt đấy, 35-45W gì đấy, 25W đấy. Đấy là giá là 250 này. Bao sạc nhanh, ngon, zin, bảo hành 1-1-3 tháng nhá. Tai nghe này 300. Đấy, cũng bảo hành 1-1-3 tháng, đừng làm đứt ra là được. Và đây là có cái tai nghe zin của từ đời 6S Plus trở xuống này, 6S, 6 Plus rồi iPhone 6 thường này, nghe là chân 3.5 này của iPhone này. Giá bán là 150 thôi nhá. Còn đây là tai nghe AKG của Samsung này. Đấy, AKG của Samsung là 200 này. Đấy, thì tất cả những sản phẩm Nhật Nam bán ra là bao cam kết là iPhone thì là máy quốc tế, bao quốc tế trọn đời, còn Samsung là bao chính hãng. Đấy, không có bán hàng xách tay cũng như không bán máy iPhone lock nhá, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng. Các bạn nhớ đăng ký kênh Di động Nhật Nam cũng như là cái kênh Nhật Nam Review. Bên cái kênh Nhật Nam Review của mình thì sẽ tổ chức nhiều cái sự kiện event tặng điện thoại, hay là mình sẽ hướng dẫn nhiều những cái mẹo vặt khi các bạn sử dụng điện thoại. Đấy, thì các bạn cũng đừng có quên là chia sẻ đến mọi người cũng như là like để ủng hộ mình nha. Còn bạn nào đặt mua hàng thì vui lòng chỉ liên hệ đến hai số điện thoại chính thức của mình, đó là số 0979782366 hoặc là số 0367709123 để mình đặt mua hàng nha. Các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn có thể search tên đời máy vào Google đấy. Tất cả những cái thông tin, vì mình bán hàng chính hãng lên những cái thông tin từ những cái nguồn chính thống như là Thế Giới Di Động hay FPT là nó chuẩn với lại cái thông tin của bên mình nhá. Đấy, còn shop là cam kết không bán hàng xách tay, không bán hàng lốc, nên là những cái máy lốc, máy xách tay hay máy lỗi vặt, lỗi này lỗi kia là shop không bán. Đấy, tức là bán những cái máy không có lỗi lầm thôi. Đấy, ok. Bạn nào ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai thì có thể đến trực tiếp shop của mình nằm ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua máy. Còn ở xa thì đương nhiên phải đặt cọc rồi, trừ khi khách hàng đã mua lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 thì sẽ không cần phải đặt cọc nữa. Và mình lưu ý thêm rằng là khách nào dù cho mua nhiều lần rồi nhưng chỉ một lần bom hàng là lần sau mình sẽ cho cái khách đó vào cái danh sách đen, mình sẽ không bán hàng cho khách đó nữa. Nên đó, rất mong các bạn là lưu ý nhé. Mình hãy nghiên cứu cho kỹ trước khi mình mua. Đấy, còn các bạn muốn thay đổi ý định hay như thế nào đó thì các bạn phải báo trước khi Nhật Nam gửi hàng. Còn Nhật Nam đã gửi hàng rồi là coi như hủy đơn. Mà hủy đơn rồi là lần sau là trên máy tính là nó hiện các bạn ở trong cái danh sách đen. Là danh sách đen là lần sau mình không chốt đơn cho được nữa. Đấy, rất mong các bạn thông cảm với cái sự bất tiện này nhé. Cuối cùng là chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.